Bây giờ là màn giao lưu giữa Nhất và các võ sĩ đặc công nha các bạn. Nâm đánh chuối ăn đòn quen. Lâu nay đánh vợ ăn đòn quen rồi, giờ vợ ăn bắt người ta đánh cho ăn đòn chừa đi. Cơ hội á. Tu mà găng không có găng đỏ. Bây giờ là màn so găng giữa Nhất với là chiến sĩ đặc công. Anh Thọ không có pin. Yeah.
Đó, vừa rồi thì là màn tranh tài giữa Nhất và bạn Thọ của Đặc Công ha. Thì nói chung hai bên mình cũng đánh qua đánh lại giao lưu thôi ha. Các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì mình sẽ đăng ký vô bộ đội luôn ha. Thì lúc đó các bạn sẽ được nắm rõ hơn về Đặc Công của Việt Nam mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Nếu thấy hay hãy nhấn một like, một share và đừng quên đăng ký kênh của Nhất nha. Bye bye, hẹn gặp lại.